Rồi, tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Hôm nay Khôi giới thiệu đến tất cả người chơi một chiếc âm ly được gọi là huyền thoại Fixer 250T, là đối tác số 1 cho các dòng loa AR, AR4 và AR2. Thì Khôi đang ghép với cặp loa AR2 bánh bò. Thì rất là hợp rồi. Thì một đợt hàng về này thì sẽ có một cái tình trạng và một cái mức giá nó khác nhau. Đó, anh em cùng xem. Con này tình trạng ngoại hình còn rất là đẹp ha. Chữ nhẹ nóng nít còn rất là zin luôn. Đó. Cái vỏ gỗ cũng đẹp. Thì cái vỏ gỗ này là vỏ gỗ Việt Nam, nhưng mà gỗ mình nhập về và mình đóng tại Việt Nam, anh em cùng xem. Đây nè, sự khác biệt so với thị trường. Thị trường là gỗ MDF, bấm đinh nha. Còn gỗ này anh em xài vịn vịn luôn, không bao giờ nó bị cong, bị móp nha. Rồi, thì chắc chắn rồi, Khôi phải tháo nó ra để anh em cùng xem được cái phần ruột gan nha. Nói về đồ cổ á, mình phải xem được cái ruột gan mới quyết định được cái mức giá. Như thế này á, cũng có thể 10 triệu, cũng có thể 15, cũng có thể 7, 8 triệu, 5 triệu này. Sự khác biệt nó nằm ở bên trong. Bây giờ mình sẽ tháo ra nên cùng xem bên trong nha. Đây, Khôi đã tháo cho nên cùng xem. Đó, khá đẹp. Không có xì ba, không có tắm rửa, cũng không có sơn luôn này. Những cái này là lâu ngày nó bị ten á. Mình có thể chùi được, nhưng mà quan trọng nhất là cái máy đang còn zin anh em nha. Đây, phần quan trọng nhất là cái bao công suất này. Đây là những cái con kích tinh lửa. Còn đây là sò. Đây, có đưa máy cần lên xem luôn. Sò than Motorola chân vàng, chân màu vàng. Đây là tàu này. Còn đây phần radio thì không quan trọng nhé. Ok. Rồi, còn một phần cuối cùng nữa nó quyết định được về cái mức giá âm ly là tàu nằm bên dưới. Khôi sẽ nói về cho anh em xem là cái giá trị của nó. Đây, phần cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất trong một chiếc âm ly cổ của dòng Fixer. Đây, hai cái tàu công suất anh em, rất là quan trọng nha. Khôi quay cẩn luôn. Đây là zin từng mối hàn. Mặt dưới thì lúc nào cũng đẹp hơn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái volume này, on off này, long nét này. Đó. Volume 4 tầng. Nó cũng là quan trọng. Thì hai phần này nó quyết định hơn nữa con âm ly nha. Anh em để ý. Đó. Nhiều người đi so sánh rất là khập khiễng nhưng mà không biết được cái giá trị đích thực của nó nha. Ok, rồi bây giờ thì Khôi lắp vào và sẽ test chất âm. Anh em cùng nghe thử. Những ai mà đã từng chơi rồi thì không cần nghe đâu. Tới đây mình có thể là giao dịch được rồi. Còn những ai chưa chơi thì vào phần nghe thử chất âm. Ok, mức giá này thì Khôi còn con cuối cùng. Thì cũng có cái giá tốt nha. Tốt hơn thị trường, tốt hơn bình thường. Bình thường thì con này nó sẽ từ 14 triệu rưỡi cho tới 15 triệu nha. Nhưng mà hôm nay thì Khôi sẽ bán rẻ hơn chút để giao lưu cũng như là để kết thúc cái lô hàng Fixer. Thank you.
Rồi, khôi đã test thử nè. Đầu tiên thì test để nó biết là nó đã hoạt động ha. Tất cả chích áp vệ sinh rồi. Trung test là chỉnh lên tốt ha, hát tốt. Rồi, bên cạnh đó thì khôi cũng chia sẻ thêm về cái phối ghép. Thì dòng R2A thì nó rất là dễ ghép vì dạy trên nó mịn, nó ngọt hơn cái thằng ba loa. Nên anh em chỉ cần một con 5 ly đen hoặc là 250T là đủ ghép rồi nha. 440T Khôi đang có những con đó. Thì công thức của nó là R với Fisher. Còn ngoài ra thì mình có thể ghép với những cái âm ly khác, âm ly Mỹ khác. Cứ xuất âm tù anh em là cứ đánh thôi là ok nha. Còn âm ly đèn thì bóng lửa 84 cũng đánh ra rồi. Đó, thì vài thông tin để gửi tới anh em. Thì cặp loa hôm qua Khôi cũng đã lên sóng này, điện nó xước cái này chứ không phải là do bị gì đâu. Thì xuất sắc hay này, dùng từ xuất sắc thôi. Zin từ A đến Z nha. Đấy, nên anh em mà có cái nhảy vừa nghe và sưu tầm thì Khôi khẳng định với anh em sẽ không làm mình thất vọng mà phải rất hài lòng nha. Thì những cặp loa này thì có giá nó sẽ cao hơn. Đi theo cái tình trạng này nha. Rồi, cặp loa lưu kho ha, nói chung là vậy. Thì thị trường á mà muốn sở hữu cặp này những năm trước hoặc là trên thị trường thì chắc chắn nó sẽ ngoài 30, không bao giờ có giá dưới 30. Còn hôm nay Khôi sẽ bán dưới 30 anh em nha. Thì khoảng 28-28.5 tùy theo cái sự nhiệt tình mau lẹ của anh em thì mình có thể chốt hàng giao dịch cuối tuần được nha. Còn ngày thường nhiều khi nó cao hơn nữa, anh em cân nhắc và lựa chọn ngay và liền khi có nhu cầu. Về giao dịch anh em thì như thường lệ ha, ship code thì cọc trước cho Khôi 30% còn phí thu hộ. Còn anh em đã xem kênh tin tưởng thì chuyển khoản luôn, khỏi phải lằng nhằng thu hộ, đỡ tốn phí nha. Và loa thì trước giờ Khôi không bao ship, Khôi vẫn nói rõ để anh em khi nhận hàng thì mình trả tiền phí cho bưu điện. Tới đây thì xin kết thúc clip và hẹn gặp lại.